Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn. Trước giờ anh em chưa bao giờ nghe khuyến mãi mà tới 120%, đúng không anh em? Thông thường khuyến mãi 30, 40 cùng. Nhưng hôm nay khác nha, hôm nay khuyến mãi tới 120% luôn. Anh em nào có nhu cầu thì tranh thủ qua cái hàng lấy nha. Chứ số lượng mình thì cũng có giới hạn thôi. Đây là cái chương trình có thể nói là hãng Ozito nó chạy Black Friday anh em ha, nó chạy trước sau á, khuyến mãi rất là mạnh, rất là khủng. Thì cái chương trình khuyến mãi như thế nào mình sẽ triển khai cho anh em xem bắt đầu ha. Thì trên bàn như mọi người thấy á, là nó có hai cái, một cái thân máy khoan bắn vít, một cục pin, một cục sạc và một cái thân máy bắn vít ha. Thì cái chương trình khuyến mãi như thế nào? Anh em nào mua một cái thân máy khoan bắn vít hãng Ozito có mã là BXDDS201, dùng pin 18V, đầu kẹp 13mm, tốc độ quay từ 0 đến 350 và 0 đến 1250W, quên 1250 vòng một phút. Khuyến mãi hấp dẫn quá, nhiều lúc nó bị lộn cái này ha. Hàng chính hãng Ozito bảo hành chúng ta là 1 năm nha. Nó có cái này, nó chỉ có khoan bắn vít thôi, không có khoan búa nha. Đây, không có khoan búa, hàng rất là đẹp luôn. Giá hiện tại bên cái hàng mình bán cái thân này chỉ có 1.089.000 thôi, 1.089.000, nhưng nó đang khuyến mãi cho anh em nó tới hơn 1.089 luôn anh em ha. Anh em mua cái thân này 1089 nha, sẽ được tặng một cái cục pin 3A có giá là 1.320.000. Đây anh em, 18V 3A 1.320.000, tương đương nó giảm tới 120%, 121 phẩy mấy phần trăm anh em, gần 122%. Báo pin sạc đầy đủ ha, khủng thiệt chứ. Hàng chính hãng Ozito bảo hành chúng ta 1 năm. Đó, anh em nào có nhu cầu cho đủ qua lấy nha, thực sự quá kinh khủng. Anh em mua có 1.089 thôi mà tặng tới cục pin 1320. Anh em nhu cầu mua thêm cục sạc thì đây, cục sạc thì giá cục sạc là 900.000. Cục sạc này là sạc ra 3A nha, 21V 3A, dòng điện là Việt Nam mình ha, từ 2.250, 50-60Hz. 21V 3A, sạc chính hãng Ozito bảo hành 1 năm. Tất cả những Ozito này đều là hàng chính hãng sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đó, khủng thiệt. Và kế tiếp, một cái thân máy bắn vít. Cái thân máy bắn vít này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.330.000, và nó tặng cho anh em mỗi cục pin là 1.320.000, tương đương với nó giảm cho anh em gần 100% nha, 100% luôn anh em. Nói chung là 99 phải mấy trăm đó, đó ghê thiệt. Cái thân này giá có mã là BXIDS300, 18V rồi, cái dòng tốc độ nó từ 0 đến 2.300 và cái lực búa nó từ 0 đến 2.900. Cái lực sắn của nó là 150 N. Anh em lưu ý cái chuẩn này là cái chuẩn ngắn nha anh em. Anh em xài thì chuẩn ngắn nha, dít chuẩn dài là không có vào được. Ok ha, ba đèn led chút xíu mình sẽ bấm còi anh em nghe xem ha. Động cơ, tất cả động cơ đều có than hết nha. Động cơ có than hết. Đây, anh em có nhu cầu mua tranh thủ qua lấy ha. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi, khủng thiệt. Con giống như là mua 1 tặng 1 á. Hơn tặng 1 luôn anh em. Rồi, 1.330.000 tặng một cục pin 3A trị giá 1.320.000, hàng chính hãng của Ozito, bảo hành chúng ta 1 năm hết. Wow, quá hấp dẫn. Anh em xài gia đình đã mua con này về cũng ngon ha. Ồ, mua thêm cục pin, mua ví dụ anh em mua cục này tặng cục này, mua thêm cục sạc, tính ra có hơn 2 triệu đồng thôi. Ví dụ như là cái thân máy này là 1.330.000, anh em tặng cục pin, anh em mua thêm cục sạc là 900.000, thực ra có 2.230, 2.20 được một máy, một pin, một sạc. Có thấy nhà người ta xài thôi anh em, quá rẻ. Hàng chính hãng của Ozito nữa. Đó, hàng quá đỉnh. Rồi, hoặc là anh em mua combo đi, giờ anh em cộng cái combo này, mình tính anh em cộng, anh em lấy là 1.330.000, anh em cộng với 1089 là mình có bao nhiêu? Là có 2.419.000, 2.419.000 anh em cộng thêm một cái cục sạc nó nhiều là có 3.319.000, đúng không anh em? Đó, 2.419 cộng thêm 900 nữa, okay, quá rẻ. Đó, cả hai dòng này đều là hàng chính hãng Ozito hết 1 năm. Trên cục sạc ở đây nó cũng ghi rõ này ha, có hotline của bên Úc nè, hotline của bên New Zealand nè. Thấy chưa? Thì số lượng bên cửa hàng mình thì mỗi một bộ có 5 cái, anh em có nhu cầu thì tranh thủ qua lấy ha. Giá tại cửa hàng không có bị ship, mua hàng chuyển khoản vào tài khoản luôn anh em, rồi đóng hàng đi nha, tiền cước anh em nhận tự trả. Có anh em nào đã ở nhà có máy oven có sạc rồi, anh em chỉ cần mua cái thân máy thôi là được tặng cục pin ha, sạc về mấy nhà chúng ta sạc chung nha. Hiện dòng này thì nó xài gia đình rất là ngon anh em á. Cục sạc này thì dùng cái đồng cho cái cháu nó xéo như thế này nè ha, đặc trưng của Úc. Thì anh em nếu mà cái đa phần những cái loại mà ba cháu là anh em xài vô được ha, thì mình cứ xài thôi nha. Cái dòng này cái ổ điện mình xài cũng thông dụng anh em nhá, ổ điện ba cháu á. Rồi, hấp dẫn quá trời luôn ha. Đây là cái hộp đây nè, hộp của cái máy khoan đây. Đó. Ngon lành. Bây giờ mình sẽ bóp cò cho anh em chạy thử nha. Wow, máy chạy rất là êm luôn anh em. Đó số 1 nha, số 2 nè. Con này khoan là ngon cực kỳ luôn, bắn vít mà ngon cực kỳ luôn anh em ơi. Ha. Đó, số 1, số 2 đầy đủ ha. Đây mình quay một tay thôi anh em. Đó, ngon. Em thấy này. Báo pin như đây ha, pin có báo pin nè. Đó, ha, có đèn led nè. Ok ha. Rồi. Nghe tiếng máy thật ghiền thật chứ. Cái thân máy không có 1.089 thôi, rẻ ơi là rẻ. Tặng cục pin nữa. Đây anh em có thông số nè, rõ không? Đó. Động cơ có than nha. Wow. Hãng chạy trình chắc là kích cầu á anh em, hoặc là giới thiệu hướng đến em nhiều, anh em xài thêm á ha. Chứ bán kiểu này mình không biết có lời được không á, mình thực sự mình không biết. Ok, chạy thì mình chạy cho anh em thôi, chứ nếu đúng ra chương trình này dành cho dealer thì đúng hơn. Đây là cái bóng dít ha, 3 đèn led đây. Những cái máy bóng dít mà những cái máy khoan mà xài than cái dòng nào vậy nè, cho anh em xài tất nhiên nó sẽ có những cái mùi than đặc trưng của nó. Cái cò thì điều tốc với anh em ha, bóp vô nè. Đảo chiều trái phải đây. Giới thiệu là cái thông số nha, 150 Newton. Cây ha, chuẩn dít là chuẩn ngắn, tốc 2003, búa 2009. Rồi anh em muốn bán dít thì không quan trọng thông số vậy thôi. Hàng chính hãng của Ozito làm rất là đẹp luôn. Đây nhìn thì cái đầu thì ghiền thôi, anh em thấy cái đầu sắc sảo đẹp chưa, cả những con ốc này nè, ốc bông nè. Nhìn rất là mượt mà luôn anh em. Đó. Quá rẻ cho cái dòng này. Thực ra mà nói anh em mua cái dòng này để ở nhà xài từ từ cũng ngon ha. Này mà bán liên tục mà chắc mình nghĩ lúc nào cũng cháy hàng quá. Mà làm gì có chuyện mà lợi nhuận tới 100% dữ này không có đâu. Đó, cái này có lẽ là đang khuyến mãi thôi. Số lượng của giới hạn thôi nha, chứ không có nhiều á. Chứ làm gì cái chuyện bán cái này tặng, bán này có 1 triệu mấy tặng pin bằng giá bán coi như là gần như là âm luôn á, khuyến mãi gần như là cho không á anh em. Mà nó không thì nó hơi quá, nhưng mà rất mạnh. Anh em thấy Dewo hoặc Milky nó chỉ khuyến mãi tầm bao nhiêu % trên cái giá trị thôi. Ví dụ như anh em mua cái thân máy là 4,5 triệu đi ha, thì tặng cục pin chỉ giá 1 triệu mấy là cùng. Hoặc là Dewo anh em mua cái thân máy 2 triệu mấy giảm giá cục pin xuống giảm mấy trăm là cùng ha. Chứ đâu có nào mà chơi lớn như Ozito. Rồi ok, anh em đã nhu cầu thì tranh thủ qua cái hàng mình lấy. Hàng hiện tại có sẵn tại cửa hàng, mỗi thứ là 5 bộ anh em ha. Mỗi thứ là 5 bộ thôi nha, mỗi thứ là 5 bộ mình nói trước. Rồi ok, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.